tôi. Và đúng thật sự là sau 5 tháng nằm liệt, tôi bước ra khỏi chiếc xe lăn trong tình yêu thương, nước mắt, nụ cười của tập thể y bác sĩ khoa nội một, bệnh viện Ung bướu Hà Nội và đồng bệnh của tôi. Ở trong cái phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không chỉ nhắc đến chị mà còn cả chồng chị. Chúc mừng chị. Tôi có một người chồng thực sự thương yêu mình, kề vai sát cánh giúp đỡ tôi trong tất cả mọi việc, kể cả việc thiện nguyện. Và đó là một trong những cái động lực giúp cho tôi tiếp tục yêu đời hơn, lạc quan hơn. À vâng, chồng luôn là bờ vai vững chắc cho chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe anh Phạm Trung Tâm, chồng chị Cẩm Bào, chia sẻ về cuộc sống của gia đình khi mà trong nhà có người bị ung thư. Đến bây giờ thì tôi cũng có cảm giác như là bệnh viện nó cũng có cái gì đó nó không còn xa lạ nữa. Tôi thấy cái việc thường xuyên phải đi ra vào viện bây giờ với tôi cảm giác nó rất là bình thường. Hạnh phúc với tôi là chỉ đơn giản như là hàng ngày con đi học, vợ tôi điều trị cũng ổn định về sức khỏe. Sau khi điều trị thì tác dụng tôi nhận thấy rằng là vợ tôi không đội tóc giả thì cũng có cái một cái nét đẹp riêng. Ngay đầu chương trình thì chị còn nói là trong quá trình điều trị bệnh ung thư thì chị đã tìm ra cái phương pháp gọi là 4 chữ T. Và đến lúc này thì chị có thể chia sẻ cho thính giả, những người đang nghe chương trình này, 4 chữ T đấy là gì không ạ? Đầu tiên phải có một cái tinh thần lạc quan, hòa mình trong cuộc sống, vươn lên trong cái nỗi khó nhọc. Chữ T thứ hai đấy là thuốc, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, không được nghe những lời đồn thổi mà không có căn cứ khoa học. Chữ T thứ ba đó là tập luyện thể dục thể thao phù hợp với cái sức khỏe của mình. Và chữ T thứ tư đó là thực dưỡng. Đa phần người bệnh nhân khi mắc cái căn bệnh này đều kiêng ăn vì cho rằng là mình ăn như vậy là nuôi cái tế bào ung thư. Quan niệm đấy là phản khoa học. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống có rất nhiều màu sắc, hãy chọn cho mình gam màu tươi sáng nhất. Đó là lý do mà suốt 5 năm chữa trị, nụ cười không tắt trên môi người phụ nữ, chiến binh dũng cảm Trần Thị Cẩm Bào. Đến đây, anh Thu cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Chào các em đến với chương trình hỗ trợ học tiếng Anh lớp 6 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Welcome to English 6. Trong chương trình này, chúng tôi giúp các em nâng cao năng lực nghe nói dựa trên tài liệu tiếng Anh 6, sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đang được sử dụng trong các trường trung học phổ thông cơ sở trong toàn quốc. This is a VOV broadcast program helping you learn to understand English through listening. This is an English 6 based program. Unit 4, big or small. Các em học sinh thân mến, khi học nghe nói tiếng Anh, chúng ta cần chú trọng hai điều. Một là phát âm. Các em phát âm đúng thì khi nghe người Anh nói chúng ta mới nhận ra được. Và khi ta nói, người Anh mới hiểu được ta muốn nói gì. Hai là các em cần biết cách học nghe, học nói, tức là học có phương pháp. Chương trình này chủ yếu giúp các em phát triển hai bình diện này. Trong mỗi bài học, chúng ta đều có hai phần luyện phát âm và phần hướng dẫn các em nghe nói. Bây giờ, chúng ta vào bài luyện âm. Bài luyện âm số 1. Pronunciation exercise 1. Trọng âm từ. Trong mỗi từ đều có một âm tiết đọc to hơn, rõ hơn và cao hơn các âm tiết khác. Đó là âm tiết có trọng âm. Ví dụ, trong từ. Carefully. Care. Có trọng âm. Chúng ta đọc là. Carefully, carefully. Trong từ. Successful, success. Có trọng âm, chúng ta đọc là. Successful, successful. Bây giờ, các em tập đọc theo cô Nicola. Country, city, classroom, hundred, breakfast, brushes, washes. Get up, o'clock, first floor, second floor, every. Bài luyện âm số 2. Pronunciation exercise 2.
Trong tiếng Anh nói thường có luyến âm, ví dụ nhóm từ come on. Người Anh không nói tách rời come on, mà đọc liền với nhau thành come on, come on. Đây là hiện tượng luyến âm sound linking. Các em đọc theo cô Nicola. Sound linking. There is a school. Desk in the room. You're in grade 2. It's on. Then I walk out. Wash it. He gets up at 6. Các em chú ý một điều quan trọng khi nói tiếng Anh. Người Anh nói có nhịp điệu. Khi nói một câu, người Anh nói theo nhịp đập đều đặn. Ví dụ câu 1, 2, 3, 4. Mary's at the cottage door. Người Anh không đọc dần ra từng từ như Mary at the cottage door. Các em nghe cô Nicola đọc lại nhé. 1, 2, 3, 4. Mary's at the cottage door. Bây giờ cô Nicola sẽ đọc một bài vui vui để các em tập đọc nhịp điệu nhé. Bài này trong sách English 6, trang 46. Play with words. In the city there is a street. In the street there is a school. In the school there is a room. In the room there is a desk. On the desk there is a book. Book on the desk. Desk in the room. Room in the school. School in the street. Street in the city. Bây giờ các em nghe lại bài trên một lần nữa nhé. Đọc nhẩm theo và chú ý nhịp của câu. Play with words. In the city there is a street. In the street there is a school. In the school there is a room. In the room there is a desk. On the desk there is a book. Book on the desk. Desk in the room. Room in the school. School in the street. Street in the city. Trong bài hôm nay, chúng ta học cách dùng tính từ như to, nhỏ, vân vân và ôn lại câu hỏi. How many? Các em thân mến, trường của em ở đâu? Where is your school? Thank you. Trường em to hay nhỏ? Nếu trường em to thì nói là my school is big. My school is big. Nếu trường em nhỏ thì nói là my school is small. My school is small. Trường của em ở nông thôn hay thành thị? Các em tự đặt câu hỏi đi nào. Is your school in the city? Is your school in the country? Nếu trường em nhỏ thì có bao nhiêu phòng học? Còn nếu trường em to thì có bao nhiêu phòng học? Hãy sử dụng câu hỏi với how many are there? Để hỏi câu này, chuẩn bị. Bắt đầu. How many classrooms are there in your school? Vậy thì có bao nhiêu học sinh? Các em có biết không? 100, 500, 1000. Các em chuẩn bị trả lời cô Nicola nhé. How many students are there in your school? Bây giờ các em nói chuyện với cô Nicola. Cô sẽ đặt câu hỏi về trường của em. Hãy trả lời cô. Nhớ bắt chước cách phát âm và nhịp điệu của cô nhé. Chúng ta bắt đầu. Hello, what's your name? Are you a student? Where is your school? Is it big? How many classrooms are there in your school? How many students are there in your school? Thank you. Các em thân mến, bạn Phong hiện nay đang học lớp 6. Chị của bạn ấy học lớp 8. Trường của bạn Phong là trường to vì nó có tới 2.000 học sinh và trường có 4 tầng. Các em có nhớ được những chi tiết này về trường của bạn Phong không? Bây giờ các em kể cho cô nghe nào. Nhớ gì kể nấy, không cần đúng trật tự như trên đâu. Chúng ta bắt đầu. Phong's school is big. There are 2,000 students in his school. His school has 5 floors. Phong is in grade 6 and his sister is in grade 8. Khi muốn nói mình đang học lớp mấy, các em nói
I am in grade. Cộng tên lớp, ví dụ. I am in grade 6. Khi nói về nhà tầng, ít ra cũng phải có hai tầng. Mỗi tầng gọi là một. Floor. Floor. Nếu ngôi nhà có ba tầng, các em nói. The house has three floors. Chúng ta đếm tầng, từ dưới lên trên như sau. Tầng dưới đất gọi là tầng một. Các em miền Nam gọi là tầng trệt. The ground floor. The ground floor. Tầng trên tầng dưới đất, tức là tầng hai, các em miền Nam gọi là lầu một. The first floor. The first floor. Cứ như thế chúng ta đếm lên. Tầng ba, lầu hai gọi là the second floor. The second floor. Tầng bốn, lầu ba gọi là the third floor. The third floor. Cứ thế đếm lên nhé. Cô Nicola muốn hỏi lớp em ở tầng mấy. Where is your classroom? It's on the second floor. Bây giờ chúng ta làm quen với sinh hoạt của nhau nhé. Chúng ta cùng nói chuyện xem buổi sáng ngủ dậy lúc mấy giờ, ăn sáng lúc mấy giờ, vân vân. Muốn thế các em cần thông thạo cách nói giờ. Telling the time. Chúng ta ôn lại cách nói giờ đúng. 1 giờ, 3 giờ, vân vân. 1 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, etc. Chúng ta ôn lại cách nói giờ rưỡi như 2 rưỡi, 5 rưỡi. Half past 2, half past 5, half past 8, half past 11. Các em còn nhớ cách nói giờ quá 15 phút hoặc kém 15 phút như thế nào không? Chúng ta dùng nhóm từ a quarter to, a quarter to, cho giờ kém. A quarter past, a quarter past, cho giờ quá. A quarter to 3, a quarter to 6, a quarter to 10, a quarter to 12, etc. A quarter past 4, a quarter past 9, a quarter past 10. Còn các giờ lẻ, chúng ta dùng to, cho giờ kém, và past, cho giờ quá. 10 to 6, 20 to 11, 5 to 1. 10 past 6, 20 past 11, 5 past 1. Thực ra, các em đã học cách nói giờ ở tiểu học rồi. Bây giờ hãy dùng nhiều cho quen thôi. Chúng ta bắt đầu nói vào chủ đề sinh hoạt hàng ngày. Các em có biết từ ngủ dậy là gì không? Get up. Get up. Rồi từ ăn sáng. Have breakfast. Have breakfast. Và đi học. Go to school. Go to school. Vậy thì bây giờ các em kể cho cô nghe xem vào giờ nào các em làm gì. I get up at 6 o'clock. I have breakfast at 6:30. I go to school at 7:15. Các em nghe lại. I get up at 6 o'clock. I have breakfast at 6:30. I go to school at 7:15. Các em nghe cô Nicola kể bạn ba làm gì vào giờ nào. Ba gets up at 6 o'clock. He has breakfast at 6:30. He goes to school at 7:15. Như vậy là khi kể về người khác làm gì, các em thêm s vào động từ như he gets up. He gets up. He goes to school. He goes to school. Để hỏi về những việc bạn mình làm vào giờ nào, câu hỏi của chúng ta là what time do you? Ví dụ, what time do you get up? Trả lời, I get up at 6. Hỏi về người khác, what time does Ba get up? Trả lời, Ba gets up at 6 o'clock. Bây giờ, các em nghe cô Nicola kể chuyện về bạn Nam nhé. Nam is a student. His father is an engineer. His mother is a doctor. They live in a house in Hanoi. Nam has got a sister, but he hasn't got any brothers. Nam's school is big. It has 8 floors. There are 2,000 students in his school.
There are 50 classrooms in his school. Nam is in grade 6. His sister is in grade 8. Every day, Nam gets up at 6 o'clock. He washes his face, brushes his teeth, has breakfast at 6:30, and goes to school at 7:15. Nam is a good student. Các em nhớ được gì về Nam? Các em có còn nhớ bố mẹ Nam làm nghề gì không? Chúng ta nghe lại nhé. Nam is a student. His father is an engineer. His mother is a doctor. They live in a house in Hanoi. Và trường của Nam to hay nhỏ? Có bao nhiêu tầng? Nam's school is big. It has 8 floors. Nam bảo là trường mình rất to. Vậy trường Nam có bao nhiêu học sinh và bao nhiêu lớp học? Chúng ta nghe lại nhé. There are 2,000 students in his school. There are 50 classrooms in his school. Các em thân mến, trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng ta cùng ghi nhớ những câu hỏi và câu trả lời quan trọng trong bài này. How many students are there in your school? There are 800 students in my school. How many floors has your school got? My school has 5 floors. What time do you get up? I get up at 6 o'clock. What time does your sister get up? She gets up at 5:30. Các em thân mến, chúng ta dừng bài học ở đây. Goodbye for now. Script: Nguyễn Quốc Hùng. Speakers: Nicola Sean Edwards, Vũ Tuyết Thu. Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目. Xin kính chào.